giảm hẳn 1.250.000.000 đồng cho một căn nhà của anh kiến trúc sư. Ảnh có tuổi nhưng hôm nay mọi người đã biết tên vì giá quá rẻ. Giá hiện tại là lỗ tới nái rồi mọi người ơi. Với chiều ngang lợi thế lên tới tận 6.4m thì căn nhà này cực hiếm trong khu vực. Và ngôi nhà ngày hôm nay khá muốn giới thiệu cho mọi người nằm trong một cái khu dân cư đồng bộ, bảo vệ 24/24 và trục đường trước nhà của chúng ta là 8m, hai ô tô có thể tránh nhau. Và căn nhà ngày hôm nay nè mọi người, và mặt tiền của ngôi nhà là sự kết hợp của rất là nhiều vật liệu đến từ gạch đá inox, lam nhựa giả gỗ và hệ thống ban công kính cường lực. Thì ba cái chất liệu này cũng góp phần làm nên cái vẻ hiện đại của ngôi nhà. Và khi mà ánh sáng chiếu từ trên xuống thì những cái hình này nè, nó nổi khói và trong ngôi nhà rất là hiện đại. Và phần mặt dựng của ngôi nhà đã được chủ nhà ốp đá hoa cương. Và đây là một cái chất liệu hoa cương khá là đặc biệt mọi người, đá hoa cương xà cừ nha mọi người. Ít có căn nhà nào thương mại mà sử dụng hoa cương xà cừ, vì đây là một căn nhà của kiến trúc sư nên phải làm chất lượng của kiến trúc sư nha mọi người. Đẹp lấp lánh lung linh luôn. Với chiều ngang lợi thế lên tới tận 6.4m, chúng ta có hai hệ thống cửa. Thứ nhất là hệ thống cửa cuốn để mình lối dẫn vào xe ô tô. Và bên đây có một cái hệ thống cửa sắt được cắt CNC mỹ thuật, trông rất là đẹp mắt và chúng ta có thể đi bộ vô lối này hoặc là đi xe máy vô lối này. Với một cái chiều ngang lợi thế lên tới tận 6.4m, do đó cái không gian này mình có thể đậu hẳn hai con xe ô tô. Và ngày nay thì xe ô tô là một cái vật không thể nào thiếu trong gia đình mình để hỗ trợ cho việc đi lại. Và ở đây thì hai xe ô tô vẫn dư sức. Và cá nhân khá nghĩ đây là một khu dân cư cầm bao, do đó chúng ta có thể đậu xe bên ngoài, nó vẫn an toàn. Và cái khu vực này khi mà có đám giỗ đám quẩy thì chúng ta có thể đãi tiệc ngay tại đây. Ở đây là lên đến tận là 4-5 bàn tiệc là nó thoải mái luôn nha mọi người. Và ngày trước anh kiến trúc sư kêu với giá là 9.5 tỷ, nhưng hiện tại kẹt lắm mọi người, ngân hàng dí tới nái rồi, do đó để giá cho mọi người là 8.25 tỷ đồng và vẫn còn thương lượng. Với một ngôi nhà đẹp như thế này, nếu mọi người thích thì mọi người có thể nhấc máy lên gọi cho Khá ngay. Số like Khá để bên phải màn hình để Khá dẫn mọi người xuống trải nghiệm trực tiếp căn nhà này để cảm nhận cùng với Khá luôn. Và ở vị trí này, anh kiến trúc sư đã bố trí một cái bộ sofa lớn. Ở đây thì Khá thấy có 5-6 thành viên trong gia đình mình ngồi thì nó vô cùng thoải mái. Và khi mà Khá ngồi đây nè, Khá nhìn lên cái phía bên đối diện là cái hệ tủ tivi thì Khá cũng không có hề chút gì về bị án tầm nhìn. Và phía sau lưng bức vách này thì đã được anh chủ đã kết hợp giữa vật liệu là gỗ công nghiệp giả đá nha mọi người. Kết hợp với đó treo một cái bức tranh hơi hướng nó châu Âu một tí. Trông cũng rất là đẹp và ngôi nhà này theo phong cách hiện đại nha mọi người. Bức tranh này cũng hay ấy. Và phía đối diện bên đây là một cái hệ tủ tivi được đặt gọn gàng dưới cầu thang. Đây tặng hẳn cho 11 cái tivi lớn lên tới tận là 55-60 inch gì luôn nha mọi người. Và phía sau bức vách tivi thì chúng ta đã có được những cái hệ đèn led chạy theo những cái nan dọc và nan ngang, trông rất là hiện đại luôn. Và cái vị trí này thì anh chủ đã làm một cái hệ tủ để dài, rồi với cái ngăn học như thế này thì 30-40 đôi dài là cũng dư sức luôn nha mọi người. Và cái vị trí này mình có thể ngồi chơi nữa nha, chiêu chiêu nữa, nhìn ra bao quát xung quanh. Và cái vị trí cầu thang này thì đã được sử dụng chất liệu là đá hoa cương. Mọi người có thấy bước chân lên nè, mình sử dụng đá hoa cương đen và cách điện với nó là những cái hoa cương trắng, trông rất là đẹp. Và kết hợp với đó là hệ kết thống kính cường lực và tai vịn gỗ, đúng là phong cách hiện đại. Và tiến sâu vô một tí nữa là cái không gian bếp của gia đình mình. Khu vực bếp với diện tích vừa phải nhưng đáp ứng đầy đủ công năng sinh hoạt cơ bản cho một gia đình mình. Ở đây chúng ta có một cái lò nướng luôn nha mọi người. Và thương hiệu của nó khá sôi là thương hiệu Heffler, một thương hiệu đến từ Đức. Và ở đây cũng có cả cái tủ để gạo đến từ thương hiệu Ugogon. Ở đây chúng ta có máy hút mùi, có lò nấu. Và phía bên đây chúng ta còn có luôn cả một cái hệ thống trợ lực để mình có thể mà khi mà mình rửa chén, mình úp chén lên đây thì nó cũng vô cùng thuận tiện. Và mọi người đứng ở đây nè, thì theo Khá như cảm nhận thì cái quy trình chế biến của mình cực kỳ đơn giản. Khi mà mình có thể rửa rau sơ chế ngay tại đây và sau đó là mình di chuyển vào bên phía này là mình có thể nấu ăn trực tiếp ở đây. Và cái bếp của mình nó cực kỳ, nó tinh, dùng cái từ là tinh gọn. Và với một cái không gian vừa phải, do đó anh chủ đã tận dụng tới đụng trần luôn nha mọi người. Một cái hệ bếp kịch trần với cái sức chứa lớn thì anh chị ví dụ cái nào không cần thiết dùng thường xuyên thì mình có thể để ở bên trên. Và ở phía này còn có trang bị cả luôn cả một cái tủ đồ khô. Và Khá coi nè, Khá thử gần cái tủ đồ khô này là đây là một cái tủ đồ khô mà sắp đặt luôn nha mọi người, thương hiệu Ergogon và cực kỳ chắc chắn. Và ở đây Khá rất là thích cái cách mà khi mà mình có thể những cái ngăn học này mình có thể thay đổi chiều cao theo ý thích của mình.
để phù hợp với cái công năng mà mình yêu cầu. Nói chung là tủ đồ khô này khá rất là chấm nha mọi người. Và phía bên này còn tặng luôn mọi người một cái tủ lạnh hiệu Samsung 650 lít. Công nhận anh chủ nhà này chịu chơi mọi người. Nhà bự, công nhận cái gì nó cũng bự hết, tủ lạnh cũng bự. Và phía bên này của chúng ta có một cái bộ bàn ăn lớn với 6 cái ghế. Và theo có nghĩ cái không gian này mình có thể bố trí thêm 2 cái ghế nữa thì cũng vô cùng dư sức. Mọi người thấy anh chủ đã trang trí ở đây một cái bức vách gương, nhằm thứ nhất là trang trí, thứ hai là hỗ trợ về mặt thị giác. Không biết cái nhà này 6m4 rồi mà để tấm gương ở đây nữa chắc lên 7m4, 8m4 luôn quá. Và ngôi nhà chúng ta với diện tích là ngang 6m4, dài cho 12m9 với 81m2 đất, thì có thấy một cái diện tích này nó cũng vô cùng hợp lý nha mọi người. Và cái không gian cuối cùng của gia đình mình đó chính là giếng trời. Cái khoảng này giúp lấy ánh sáng và không khí. Ở đây thì anh chủ đã có trang trí một cái bức tranh với nhiều cái hoa cảnh như là con cá, thiên nga. Nói chung là nó sẽ không có không phù hợp với thiết kế lắm một chút xíu á. Nhưng mà riêng khá là cá nhân, khá là một dân miền Tây nên khá rất là thích cái cảnh mà sông nước cá lội như thế này. Và cái khu vực này vẫn còn một cái nhà vệ sinh riêng được đặt rất là gọn gàng. Mọi người thấy là cũng đã trang bị đầy đủ thiết bị rồi. Và khách nhắc lại với mọi người một lần nữa là căn nhà với diện tích ngang lớn như thế này thì là cực kỳ hiếm ở trong khu vực này. Và nếu mọi người thích căn nhà này có thể nhấc máy lên gọi cho Khá ngay để Khá dẫn mọi người xuống trải nghiệm trực tiếp cái không gian này và cảm nhận. Và tầng 2 của chúng ta thì được chia thành 2 khoảng không gian chức năng. Đằng sau cánh cửa này là căn phòng master. Wow, với lợi thế chiều ngang lên tới tận 6m4, chúng ta có một căn phòng master vô cùng rộng rãi. Và ở vị trí này, đây thì là anh chủ đã đặt một chiếc giường king size 2x2m. Trời ơi, nằm trên cái giường này là thiệt á. Chắc phải trễ giờ đi làm mỗi ngày luôn mọi người. Và phía bên tắt đầu giường thì cũng đã anh chủ đã chạy một cái dải đèn led đánh từ dưới lên trên. Trông rất là hiện đại. Bức vách này là chất liệu là gỗ công nghiệp cho mọi người. Này là gỗ công nghiệp giả đá nè. Và phía trung tâm đã treo một cái bức tranh trang trí là với bình hoa, trông rất là đẹp mắt. Ở vị trí này có bàn trang điểm luôn nha mọi người. Và phía bên đây chúng ta có một cái hệ tủ tivi tích hợp được rất là nhiều hộc để mình có thể chứa đồ. Ở vị trí này thì chúng ta có một cái bàn làm việc rất là dài luôn mọi người. Ở đây là ngồi làm việc ở đây, ngắm view ra bên ngoài thì vô cùng hợp lý. Và chúng ta phía bên đây chúng ta có một cái hệ tủ với size cực kỳ lớn luôn, tha hồ các chị em có thể để đồ. Và khi mà test cái chất liệu làm ở trên đây á, thì ta thấy đây là chất liệu mà gỗ công nghiệp mà chất lượng là nó tốt đó mọi người. Bề mặt là chán acrylic và khi cầm lên đây có một cái độ nặng tay nhất định nha. Trời ơi, nhà này công nhận là kiến sư xài đồ rất là tốt luôn. Và phía bên này chúng ta có một cái nhà vệ sinh riêng. Ở đây thấy có một cái chỗ mà cái bồn tắm ngồi nha mọi người. Thấy cái bồn tắm này nó hơi nhỏ mọi người. Ngồi vô đây cái mình tắm ở đây thì theo Khá nghĩ thì mình nên gỡ cái bồn tắm này ra đi, mình sử dụng một cái hệ thống vách gương kéo ra kéo vô thì Khá thấy cái nó theo Khá nghĩ thì cá nhân Khá thì nó hợp lý hơn. Phòng master thì nào không thể nào thiếu ban công hết mọi người. Đây chúng ta có một cái khoảng ban công rất là lớn luôn. Và nhìn xung quanh là đây là mỗi khu dân cư phân lô đồng bộ. Và những người ở đây thì cầm tài chính từ 8 tới 10 tỷ không. Do đó mật độ dân trí đây vô cùng cao nha mọi người. Rồi ở đây mình trồng hoa trồng cảnh là vô cùng hợp lý. Đến với căn phòng thứ hai của tầng 1 thì cũng rộng nha mọi người. Và hầu như đã trang bị đầy đủ tất cả các nội thất. Ở đây có một cái cửa sổ để kết nối trực tiếp với bên ngoài luôn nha mọi người. Chất liệu da này nó cũng tốt, cũng có hệ thống đèn led luôn. Và ngôi nhà này đã đầy đủ nội thất rồi, chỉ việc là mọi người là vô ở thôi, còn chuyện xách vali để em Khá lo nha. Và phía bên đây thì chúng ta có một cái bàn trang điểm mà tích hợp trong đó mình có thể làm việc ngay tại đây luôn. Đây có một cái vách gương đó mọi người. Và ở đây là một cái hệ tủ tivi, đằng sau nó có một cái lối dẫn vào cái khu vực mà phòng thay đồ nha mọi người. Wow, đây là một cái tủ rất là lớn luôn. Đây các anh chị có thể chứa được rất là nhiều đồ luôn mọi người. Wow, ở đây còn có cả một cái hệ thống cửa sổ nhỏ để kết nối trực tiếp với bên ngoài. Và căn phòng này cũng có nhà vệ sinh riêng đặt ngay vị trí này. Wow, cái nhà vệ sinh này rộng nha mọi người. Và mình có thể tắm ở đây, có những cái vách kính ở đây. Và Khá để ý thấy cái chất liệu ở đây toàn là sử dụng chất liệu là inox không nha mọi người. Và chất lượng thì tốt, vật dụng thì tốt, nhưng mà giá tiền lại hết sức là dễ chịu. Và hiện tại mức giá của nó là 8.250.000.000 đồng, vẫn còn thương lượng. Và nếu mọi người thích căn nhà này có thể nhấc máy lên gọi Khá liền, thì dẫn mọi người xuống trải nghiệm trực tiếp để coi nó làm sao.
Và khu vực tầng 2 cũng gồm 2 phòng, hầu như đã trang bị đầy đủ tất cả các nội thất. Và khách đang đứng trên khoảng cao nhất của ngôi nhà. Vị trí này là sân thượng sao. Với cái nắng như thế này thì phơi đồ 3 phút là khô liền rồi mọi người. Và khu vực này mình có thể bố trí thành một phòng thờ hoặc là một phòng tập thể dục thì vô cùng hợp lý. Ở đây có để có một cái giếng trời để lấy sáng từ trên xuống tới dưới cho cái hệ thống cầu thang mình, thì đảm bảo cho căn nhà mình lúc nào nó cũng sáng hết. Và theo lối này chúng ta sẽ ra sân thượng phía trước. Thì ở đây là một cái sân thượng vô cùng rộng. Ta có thể set up một cái vườn rau hay là một vườn cây cảnh trên đây thì vô cùng hợp lý. Và mọi người đã cùng khá trải nghiệm một căn nhà với diện tích cực hiếm là 6m4 nhân cho 12m5, là một trong những căn nhà hiếm nhất của khu dân cư này. Và hiện tại anh kiến sư để giá cho mọi người là 8 tỷ 250 triệu đồng. Cái giá này đã kẹt tới nái ngân hàng, dí tới nái rồi nha mọi người. Nếu mọi người thích căn nhà này thì có thể nhấc máy lên gọi cho Khá liền. Xót like hay để bên phải màn hình để Khá Diệp dẫn mọi người xuống trải nghiệm trực tiếp căn nhà này và ngồi xuống làm việc trực tiếp với anh kiến sư. Và sớm nay đến đây là kết thúc. Khá xin chào mọi người và hẹn gặp lại.